Kim Vân Skin Institute 1844 4 Kim Vân 1844 454 6826 33 năm kinh nghiệm. Chị mụn, chị nám, chị lão hóa, lột căng da bằng ánh sáng LED được FDA chuẩn thuận, khoa học chứng minh 99% hiệu quả, bảo đảm 100%. Bộ mỹ phẩm điều trị da Kim Vân không hóa chất chemical, không thuốc tẩy hydroquinone, money back guarantee. Giám đốc điều hành Hoa hậu Kim Vân trân trọng kính mời. Phước Lộc Thọ, Westminster 714-894-7710 714-894-7710 Chợ Người Việt Garden Grove 714-590-9448 714-590-9448 Mở cửa 6 ngày. Tặng miễn phí chạy máy run giảm stress cho 10 người khách mới và cũ đến điều trị da. Quý đồng hương muốn hợp tác mở chi nhánh và đại lý mỹ phẩm Kim Vân, thân mời liên lạc với chúng tôi. Kim Vân Skin Institute 18444 Kim Vân hoặc 18444 454 6826. Kim Vân xin thân ái gửi lời chào thân thương đến quý thính giả và trong chương trình Một Ngày Làm Đẹp của Kim Vân. Kim Vân rất là hân hạnh có những khách, quý khách đã đến tham dự chương trình này. Thứ nhất là Nguyên. Xin mời Nguyên chào đến quý thính giả. Mình Nguyên rất vui được đến với chương trình Một Ngày Làm Đẹp với Hoa hậu Kim Vân. Và người kế đến nữa là chị Kim Vân rất là quý mến, đó là cô Hoa hậu Cathy. Xin mời Cathy gửi lời chào thân thương đến quý thính giả. Xin chào quý khán giả và quý đài VATV. Và người kế đến nữa là cô xứ ngôn viên rất là duyên dáng của Thẩm mỹ viện Kim Vân trong suốt nhiều năm qua, đó là Hoa hậu Kimberly Hồng Nhung. Kimberly Hồng Nhung xin thân mến kính chào quý vị đến với chương trình Một Ngày Làm Đẹp với Hoa hậu Kim Vân. Và Kimberly cũng xin kính mời quý vị hãy tiếp đến theo dõi tất cả những cái chương trình hấp dẫn của chị Hoa hậu Kim Vân và chúng tôi. Kính thưa quý vị, đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một món quà rất là lạ, rất là đặc biệt. Đó là Kimberly ngày hôm nay xin giới thiệu quý vị anh xứ ngôn viên, cũng là cái anh đẹp trai ngồi bên đó. Kính thưa quý vị, anh Đình Nguyên có một cái tài lẻ hát rất là hay. Vậy ngày hôm nay Kimberly Hồng Nhung xin mời anh Đình Nguyên hãy gửi đến quý vị thương mến chương trình Một Ngày Làm Đẹp với chị Hoa hậu Kim Vân. Cảm ơn Hồng Nhung. Trong cái dịp lễ sắp tới thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái ngày đó là chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái mùa Noel, xong là New Year và tới kế tiếp là cái Tết của Việt Nam của chúng ta. Thì Đình Nguyên xin gửi một câu vọng cổ, vì không có thời giờ. Trong cái ngày lễ Tết là chúng ta thường hay là nấu bánh tét để đón mùa một cái năm mới. Đình Nguyên xin gửi với khán giả đó là cái bài Tết nấu bánh tét nha. Mong quý vị thưởng thức. Khói bếp nhảy theo gió thoảng hương vị thơm tho của nồi bánh tét. Có phải mùi hương muốn nhắc nhở chú xuân về khắp nơi nơi rộn tiếng vui cười. Wow. Giọng ca thật là ngọt ngào, thật là mùi mẫn tuyệt vời. Cảm ơn anh Đình Nguyên rất là nhiều. Và nhắc tới nụ cười thì chúng ta thấy rằng muốn có một nụ cười đẹp thì trước tiên chúng ta phải có một cái sắc đẹp thật là tuyệt vời, và cũng như là cái bên ngoài chúng ta luôn luôn rạng rỡ, thì điều đó sẽ làm cho chúng ta có một cái nụ cười để khi mà chúng ta tiếp đón với những người khách hàng cũng như là khi mình giao tiếp với mọi người, chúng ta sẽ có được cái niềm tin trong cuộc sống. Và ngày hôm nay Đình Nguyên giới thiệu em một cái người khách hàng rất là gắn bó với lại thẩm mỹ viện Kim Vân, đó là chị Cathy. Đúng không Kimberly? Đúng rồi thưa quý vị, và chị Cathy không chỉ là một khách hàng đơn thuần mà thôi thưa quý vị. Như quý vị thấy là chị Cathy đồng thời cũng là một hoa hậu. Chị Cathy đã thắng hoa hậu Miss Asia năm 2016 thưa quý vị. Và wow. Ngoài ra chị Cathy đồng thời cũng là giảng viên của các trường thẩm mỹ. Chị Cathy xin gửi lời chào cũng như là lời chúc đến quý vị khán thính giả. Cathy kính chào quý đài VATV và quý khán giả. Sắp đến mùa Giáng sinh và đến ngày New Year, Cathy gửi lời cầu chúc cho quý khán giả được nhiều sức khỏe và đạt được những gì chúng ta đã và đang mong ước.
Wow. Và chị Cathy có thể cho mọi người biết là chị Cathy đã đến với thẩm mỹ viện Kim Vân như thế nào, cái duyên nào cũng như là ngọn gió nào đã thổi chị bay đến đây? Dạ thì quý khán giả và chị Cathy xin chia sẻ, đối với chị Hoa hậu Kim Vân đây cũng là một người bạn. Thành ra trong một cái giai đoạn mà Cathy lo lắng nhất cho mình là đó Cathy một cái accident cho nên là không có exercise được. Thì đúng ra Cathy gain pound cũng là một chút xíu. Cathy cũng rất lấy làm lo gì. Cathy thử lại những cái áo dài của mình để đi giúp ra những cái show, đi giúp cộng đồng và trong cái, những cái sinh hoạt. Thì cảm thấy rằng rất là khó khăn rồi. Cái Cathy mới đến đây để nhờ cô bạn là cô Hoa hậu Kim Vân có thể là cô take care dùm my body, take care dùm chỉ là chỉ làm body cảm. Và có một thời gian trong vòng một tháng thì những chiếc áo dài Cathy ngày xưa thì mặc lại được hết. Wow. Hơn nữa chắc chị vui lắm đúng không? Mừng quá, thôi là phải mai áo mới phải đi. Hơn nữa là Cathy cũng đã đi dạy và ngày xưa cũng thật là lâu dài. Rất là bao nhiêu năm về trước, bây giờ Cathy là không còn mỏi cánh nha, nhiều là mỏi cánh rồi, đã không có làm nữa. Trước đây Cathy cũng là như chị Vân thì đã từng làm body wrap cho nên làm cho khách hàng của Cathy thì nhưng bây giờ thì Cathy biết được cái kết quả của nó nên Cathy đã cũng điều đó điều thứ nhất để Cathy không ngần ngại đến cô Hoa hậu Kim Vân là một chuyên viên thẩm mỹ để take care cho mình. Và trong vòng một tháng thì tất cả những áo dài Cathy đã mặc được trở lại. Wow, chúc mừng. Chúc mừng chị. Như vậy chị Cathy có thể chia sẻ với mọi người là cái body wrap đó là nó như thế nào, khi mà chị người ta quấn cái body wrap thì chị Cathy cảm thấy như thế nào, nó có bị đau đớn không hay là cảm thấy như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết không? Thì trước hết á là Cathy đi dạy anh cũng đã hiểu rằng thứ hết á là cái vấn đề ăn uống của mình là mình phải kiểm soát cái vấn đề ăn uống của mình, là Cathy không ăn quá buổi ban đêm khoảng 8 giờ. Và Cathy ăn rất là nhiều rau, như là hôm nào cũng tại là mình ăn chay cũng quen rồi, không ăn chay nhưng mà thích ăn chay chứ không phải là được phải là ăn chay ngoài được, là Cathy ăn nhiều rau, rồi có thể ăn rau với thịt bò hay là ăn rau với cá hay ăn rau với chicken, ăn rau với gà, thành ra là cái đó sẽ không mình làm không có mình không có lên phao. Thì không ăn bột, những chất tinh bột mình không có ăn. Vậy là nhiều chất fiber. Dạ, như là Cathy đã xài cái thuốc tăng mỡ của chị Kim Vân đó, Cathy có thể là tự body wrap ở nhà, hàng ngày. Và hàng tuần Cathy đến cô Kim Vân với là 2 lần, có khi là 3 lần để được cái Kim Vân take care body wrap bằng những cái infrared, mà cái blanket infrared hay là những cái tia đèn bên ngoài, thành ra là nó rất là mau kết quả. Những điều đó cộng lại thì nó rất là có mau kết quả. Wow, thật là hay thưa quý vị. Điều đó là sự thật. Dạ, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào cần những cái dịch vụ để làm tan mỡ bụng, nhưng mà quý vị biết là những ngày lễ là cận kề bên chúng ta ai cũng phải cần đi mặc những cái áo đầm bó sát. Quý ông và các anh như là anh Đình Nguyên cũng là muốn chỉnh trang lại để mà lấy le với bạn gái phải không nè? Cái gì chứ Đình Nguyên thấy rằng cái bụng á là khó tập nhất. Yeah, mình không có thời gian và đồng thời cái sức khỏe những người lớn tuổi một chút xíu họ đâu có tập bụng dễ dàng được, cho nên cái body wrap của chị Kim Vân này rất là thích hợp và rất là tiện lợi cho những người như vậy. Và rất mong là quý khán giả cũng như tất cả các bạn hãy đến, nam hay nữ đều rất là cần, và những người lớn tuổi cũng vậy nữa, nên chúng ta nên đến với lại thẩm mỹ viện Kim Vân để có một cái body rất là đẹp, nhất là cái bụng phải cho nó thon để mặc đồ mới trong những ngày lễ sắp tới. Đúng rồi. Vậy mình có màu promotion nào không? Lẽ nhiên là có thưa quý vị. Khi mà quý vị đến với thẩm mỹ viện Kim Vân để làm dịch vụ body wrap thì quý vị sẽ mua những cái lọ kem mà làm tan mỡ bụng, là quý vị có thể apply, là quý vị sức lên tại nhà. Như vậy thì cái kết quả nó nhanh chóng hơn. Và đặc biệt trong mùa lễ năm này là bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến đầu năm tháng 1 ngày 1 Tây năm 2018 thì tất cả các loại kem tan mỡ bụng sẽ được giảm giá 50%. Wow. Wow, như vậy là anh Đình Nguyên có thể chia sẻ số điện thoại của thẩm mỹ số điện thoại rất không? Là dễ nhớ, đó là 714-590-9448, 590-9448. Và anh Đình Nguyên ơi, có thể chia sẻ luôn địa chỉ coi như là góc đường nào đó. Oh,
cái góc đường cũng rất là dễ, có thể gần nhà đình viện luôn. Đó là ngay góc đường Euclid và Westminster. Đó là cái thẩm viện đầu tiên. Và giám thiện thứ hai là nằm trong thương xá Phú Lộc Thọ trên đường Bô Sa. Rất là dễ tìm. Và một lần nữa số điện thoại là 714-590-9448. Xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại.